Em chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái thùng máy mài khuôn và mài hẳn hai chức năng của Miyagi, hàng chuẩn của Japan Tokyo. Đây là ngoại hình của cái hộp ha. Con này về là mới 100% chưa qua sử dụng nha cả nhà. Đây, trong hộp. Rồi, em sẽ giới thiệu từng món một cho cả nhà ha. Đầu tiên là một cái cuốn hướng dẫn sử dụng của máy. Tiếp theo là trong thùng á, nó có hai cái cờ lê đó. Yoshawa 17 và 12 14. Một cái là hai đầu 12, 14, một cái là 17 ha. Mới chưa qua sử dụng còn cho mình. Tiếp theo là một cái hộp. Thì trong hộp này á, nó gồm có là đầu chuyển để gọi là mài hẳn ha, mài hẳn hay là mình đánh bóng trong. Rồi ở đây nó sẽ có một cái đá mài trụ. Rồi đá mài trụ phi nhỏ hơn chút xíu. Đá mài trụ có chóp. Đá mài dĩa. Còn cái này là dùng để lắp vô cái đầu này ha. Lắp vô cái đầu này. Đó là viên đá tròn cái này. Rồi, tiếp theo. Trong đây nó có đi cùng với gọi là hai cặp hang. Hai cặp hang sơ cua ha. Hai cặp hang sơ cua của máy. Đấy. Vậy rồi hết à. Rồi, cuối cùng là một con máy. Con máy này là mới chưa qua sử dụng ha. Đó, về hùng là nó có thấy cái nước á, nên nó ẩm nước nó ra cái ten ten ha. Đó. Coi cái nhà, coi cái đầu nó nè. Máy sử dụng cốt 60 ly ha, cốt thông dụng. Rồi em xin đọc thông số của con máy mài khuôn mài hẳn hai chức năng của Miyagi này. Thì con này á, là nó có model là MG-703. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên zin là 100/110V A4. Có vòng tua là 23.000 GFM Tokyo nè, Miyagi, Japan. Đó. Tổng trọng lượng của nguyên một cái thùng full box như thế này nó nặng là 5,7 kg ạ. 5,7 kg. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện một ít máy cho cả nhà ha. Đó, công tắc một đuôi ha. Chạy rất êm. Không đá lửa gì hết ha. Rất mới. Dạ rồi. Thì một cái thùng full box như thế này, đầy đủ phụ kiện như hình em đăng như thế này, thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy mài khuôn mài hẳn của Miyagi chuẩn Tokyo Japan với cái giá là 1.500.000 đồng ạ.
Ai có sử dụng đến con máy này thì liên hệ em nhé. Em bán con máy này là 1.500.000 đồng. Em cảm ơn cả nhà.